cái bánh này hôm nay mình thấy rồi, bánh tiêu sầu riêng. Cái mặn cầu muối ớt này á, mình thấy đắt dễ sợ luôn các bạn. Oh, cá swai steak. Cá swai steak mà có 4.99 nha. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là KT đưa các bạn đi tới chợ Việt Nam, chợ Sài Gòn City Market, người ta mới khai trương các bạn. Thì chợ này người Việt làm chủ và người ta có bán rất là nhiều, giống như là sale nhiều cái mà người ta đang quảng cáo, mình thấy rất là hay. Cho nên mình tới đây mình chia sẻ các bạn quay xem người ta sale những mặt hàng nào hôm nay. Và một đặc biệt nữa đó là hôm nay cùng ngày luôn là tiệm vàng PJ ở Phước Lộc Thọ mở location thứ 3 và mở ngay chợ Sài Gòn DCV Market này luôn các bạn ơi. Hôm nay là đặc biệt người ta có múa lân rất là vui. Trước hết là mình xem múa lân đi, rồi lát mình đi vô trong chợ mình quay mình chia sẻ với các bạn nha. Đây là chợ Sài Gòn City Supermarket nè các bạn. Thì chợ này là mở cửa rất là lâu ở Nam Cali, nhưng mà người ta vừa mới đổi chủ. Đó, người ta để là under new management. Cho nên ở trong chợ mình thấy nó rất là khác luôn. Mình đi trong chợ này giờ mình thấy nó sạch sẽ. Và đặc biệt là có nhiều đồ sale lắm các bạn. Và cách người ta làm lại cái chợ nhìn thấy thoáng, nhiều rau cải tươi và thịt giá cũng rẻ hơn là chợ cũ. Để bây giờ mình vô trong chợ mình quay cho các bạn xem nha. Khi vào chợ mình có thể đi cổng chính là ở phía bên đó ha, hay là mình đi cổng bên đây. Cổng bên đây là cổng của tiệm vàng PJ Jewelry ha. Để mình vào chợ mình quay chia sẻ với các bạn. Đó, các bạn thấy nó sẽ khác, khác liền luôn á. Bạn nào mà đi chợ này hồi trước rồi là chắc các bạn sẽ biết. Đoàn múa lân lại nè các bạn. Mấy bé ở đây là múa lân dễ thương lắm. Và mình vô mình thấy anh chủ PJ đang được phỏng vấn nè các bạn. Sẵn quay cho các bạn xem luôn. Thưa quý vị, đây là Philip, là chủ nhân của hệ thống tiệm vàng Ngọc Toàn đồ trang sức PJ. Rồi Philip có thể giới thiệu cái tiệm mình sắp khai trương ngày hôm nay trong chợ Sài Gòn Supermarket. Dạ, hôm nay là khai trương tiệm vàng thứ 3, location thứ 3, để cho mọi người Việt biết tới thương hiệu của người Việt của mình đang cũng không có thua kém gì những cái thương hiệu của nổi tiếng của những nước khác và của Mỹ hay là của mấy cái nước bên châu Âu nổi tiếng đó. Thì em đang cố gắng share cái thương hiệu Việt của mình, chất lượng và cái thương hiệu sẽ rộng ra khắp tất cả nước Mỹ luôn. Nói về thời trang thì những cái mẫu mã mà design kiểu này nó có theo cái thời trang của những năm sau này hay là không? Dạ, mẫu thời trang là em update liên tục. Mình sẽ có những cái người em và những người thợ thiết kế chuyên nghiệp, những người chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, 5 năm, 10 năm là sẽ luôn update những cái sản phẩm mới liên tục luôn. Và khi mà mình đeo lên là người ta biết tới, đó là cái giá trị. Dạ, tuyệt vời. Bây giờ là cắt băng khánh thành. Chúc mừng em nha. Rồi, chúc mừng. Nó uống rượu quá các bạn. Uống rượu rồi lát nó say xỉn vui lắm. Và đặc biệt nha, không có bị hôi, giống như mình bước vô chợ mình không có nghe mùi cá, mùi thịt đó. À, bạn nào mà cần có múa lân á thì có thể book mấy em này nè. Đây là số phone của em Vũ nè, nếu mà bạn cần ha. Đợt này á là không có là khai trương rầm rộ như đợt trước nha các bạn.
dễ thương ghê. It's so beautiful. Không mua là free lắm. Oh my goodness. It's too heavy. It's pretty. Khách càng ngày càng đông. Bây giờ mình sẵn đây mình quay cho các bạn xem những mặt hàng nào người ta đang giảm giá nha. Tức là nguyên tiệm ta những cái nữ trang là giảm giá 65% cho tới 70%. Ngày khai trương thì 70% nha các bạn. Có những mặt hàng thấy đẹp lắm. Đây nè. Mà cái chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị. Tức là có những chiếc nhẫn chỉ có một kiểu mà thôi. Số phone mình sẽ để trên màn hình cho các bạn. Nếu bạn nào nhìn thấy mà thích á, thì ở tiệm sẽ ship xuyên bang, ship toàn nước Mỹ, ship qua Canada, châu Á, châu Úc gì luôn. Và miễn phí shipping trên toàn nước Mỹ nha các bạn. Nếu bạn mua minimum $100 á, là người ta free ship cho các bạn. Bình thường là mua phải $200 thì mới free ship. Mà hôm nay là người ta có promotion nha các bạn. Đây là mẫu mã người ta đang có nè. Cái mẫu này là em đeo đi chơi đồ bạn, em ai cũng khen hết trơn á. Mà đeo được hai kiểu luôn. Như bình thường đeo như vậy, hoặc là lúc nào mà thích đơn giản em tháo cái phần này ra là nó có một cái chấm Cho nên là rất là nhiều người mua cái mẫu này luôn các bạn ơi. Mà cái mẫu này ở phía sau á, cái phần tháo này ra nó có hai nấc, giống như tùy cái phần này của mình dày hay mỏng á. Làm sỏ dày hoặc là sỏ thấp hơn thì nó ôm cái tay của mình. Có hai cái. Và ví dụ tay em mỏng thì mình xỏ. Tức là ở đây là có hai cái chấu, hai chấu cho mình xỏ nè. Rất là đẹp luôn mà. Giá hiện tại đang sale là bao nhiêu nè? Ví dụ như cái này bình thường là 445. Đẹp lắm các bạn ơi, mình mê cái đôi này lắm. Còn 156 đồng. 156 mà free ship đúng không? Dạ đúng. Rất là đẹp. Nói là để mình quay, mình vô mình quay cho chợ cho các bạn xem. Nhưng mà ở đây có nhiều kiểu mẫu mới ra, cho nên để mình quay một chút xíu rồi mình vô mình quay chợ cho các bạn. Trời ơi, đôi bông này đẹp chưa? Đôi bông đẹp quá à. Các bạn nhìn thấy cái đôi bông này đẹp dễ sợ không? Đẹp này đẹp quá chừng luôn nè. Có mấy đôi bông mới về á, mấy cái hộp châu đẹp lắm các bạn. Đeo nhìn cưng hết sức luôn. Bạn nào mà không thích toàn ten dài nhiều quá thì đây, đây là cái đôi bông cho bạn sẽ rất là thích. Ồ, mấy cái đồ này đẹp quá. Mình có đôi giống vậy nè, đeo lên lung linh. Đây là dancing stone, đá khiêu vũ. Nó cứ lúc nào nó cũng lung linh như vậy nè, lắc lắc á. Ồ, cái đồ này cũng dễ thương. Cưng ha. Thích một cái là ship toàn nước Mỹ, ship free. Có ship về Việt Nam luôn các bạn. Còn mấy chiếc nhẫn dễ thương các bạn. Mấy chiếc nhẫn nhìn cưng hết sức luôn. Mình có chiếc nhẫn này nè. Giờ còn chiếc cuối cùng thôi nha. Hôm bữa mình quay thì còn mấy chiếc, giờ còn chiếc cuối cùng nè. Đây. Chiếc cuối cùng. Chiếc này đẹp quá các bạn. Này, chiếc này nhỏ nhỏ. Xinh, bé bé xinh xinh. Rồi, đẹp chưa? Để mình hỏi giá cho các bạn luôn. Trời ơi, bây giờ đông khách lắm các bạn đây nè. Bây giờ người ta tới người ta ủng hộ vậy lắm. 148 đẹp quá. Cái chiếc này đẹp nè, cái chiếc này đi tiệc đẹp lắm nè. Bạn. Cái chiếc này mà đi tiệc là xuất sắc luôn á. Đẹp chưa? Cái này là đi tiệc đẹp luôn, lung linh nè. Mỹ phẩm mà cái chị đang xài mà căng bóng da là cái này nha. Nó căng bóng giống vậy nè các bạn. Còn này á là hộp detox mà Katie đang detox nè. Uống mỗi ngày luôn. Không có tăng cân. Đây là bên trong cảnh chợ. Bạn nào mà đi chợ Sài Gòn City Mart thì hồi xưa rồi đó là các bạn sẽ biết người ta thay đổi rất là nhiều luôn. Hồi trước không phải vậy đâu, lúc trước hả vô nó không có được thoáng. Bây giờ mình vô mình thấy dễ sợ luôn á. Đó. Mà người ta làm sao nó nhìn nó rộng hơn để mình xem. Đó, tiệm vàng TJ là nằm bên đó đó các bạn. Dạ. Mình thấy người ta sale nhiều lắm. Để giờ mình đi quay đồ sale cho các bạn xem. Ồ, cái bánh này hôm nay mình thấy rồi. Bánh tiêu sầu riêng. Bánh tiêu sầu riêng. Ồ, ngon ta. Cái bánh tiêu sầu riêng này hổng rài là hết ở trên mạng nè các bạn. Nhiều bạn thích lắm. Cho nên là nó go viral trên mạng á. Sữa chua Merino 10 bát thì sale còn 5.99. Cái này hổng rài nhiều bạn cũng chia sẻ lắm nè. Có bạn nào ăn chưa? Mình thì chưa ăn nha. Bạn nào mà ăn rồi mà thích thì nhớ chia sẻ Katie với.
cà phê muối, cà phê kem trứng. Ồ, hôm bữa mình thấy có cà phê chú Lâm mà tự nhiên nay mình lại mình không thấy nữa ta. Thiệt lòng mà nói cà phê chú Lâm đông lạnh đó mình uống thấy được à, chứ không có ngon. Mình Việt Nam mình uống tươi thì thấy nó ngon hơn. Còn mấy loại này mình chưa uống, bạn nào uống rồi chia sẻ KG với nha. Wow, hôm nay có kem chuối luôn ta. Kem chuối truyền thống 7 đồng 99. Ủa này ai mở ra rồi nè. Ôi có lý quá ta. 4 cây 7 đồng 99, coi như 2 đô một cây. Có cái món này mình thấy rẻ hơn những chỗ khác nè. Cái món này người ta bán 11 đồng 99. Cái mặn cầu muối ớt này mình thấy đắt dễ sợ luôn các bạn. Mỗi lần mình ra là mình thấy người ta bán hết hàng. Còn giờ này là bịch cuối cùng. Còn lúc bạn ra không biết, mình không biết còn nha. Mình hỏi người ta nói tuần sau mới có hàng trở lại. Đây các bạn, bột súp gà. Bột súp gà KT mới mua 35 hũ luôn. 35 lon này nè. Để mà nấu ăn, làm gia vị cho nhà hàng. Đó. Thì các bạn, mình là dùng cái loại bột này thôi. Bột súp gà này là của Hàn Quốc nha. Làm tại Hàn Quốc, made in Korea luôn. Mà mình hay chia sẻ các bạn á. Mình thấy cái giá này người ta sale hỏm rài rồi. Bình thường KT mua là 9 đồng 99. Nhưng mà ở đây người ta bán có 7 đồng 99. Bột bánh xèo hương xưa cũng sale luôn nè các bạn. Ồ, hai bịch chỉ có 2 đồng 49 à. Đấy. Đó. Mình thấy người ta sale nhiều cái ghê á. Đây bột súp gà nè. Dành cho bạn nào không biết về cái bột này ha. Bột này là mình nấu nấu nước. Bột này là mình nấu nước súp, nước lèo đó. Các bạn hay nấu canh rồi đó. Mình dùng. Cho các bạn xem nè. Đây là made in Korea nha các bạn. Từ năm 1975 tới giờ. Number one selling của Hàn Quốc. Một hộp như thế này, một lon như thế này tới 1 kg luôn á. Còn bột bánh xèo nè các bạn nhìn nè. Mình hay làm bánh xèo hay là bánh khọt là mình dùng cái bột này nè các bạn. Ngon lắm. Mình có chia sẻ cái cách làm mới như thế nào để cho nó giòn rụm luôn á. À, làm bằng sữa đậu nành á, các bạn nào xem chưa? Giòn rụm mà ngon lắm. Bún tươi ba cô gái cũng đang giảm giá 3.99 nè. Nói chung là chủ mới người ta mới lấy lại, người ta đã khang làm lại hết và người ta bán giá cũng rẻ hơn, cho nên nhiều người ủng hộ lắm các bạn. Bánh tráng 1 đồng 29. Còn bún tươi, bún ông già quê hương nè, cũng đang sale ha, 3 đồng 79. Một cái bịch bún này đó là làm ra được chắc cũng phải là 10 tô bún đó, nhiều lắm đó. Bây giờ mình quay rau cải tươi cho các bạn nha. Xoài. Ôi xoài ngon quá. Mình cũng mới mua thùng xoài ở đây. Chơi đỉnh thích ăn xoài lắm. Mít thái. Mít thái 1 đồng 49 cent một bao. Mít thái là tươi ngọt. Và cái mít thái nó cũng thơm lắm các bạn. Mít thái nó khác với lại cái loại mít bình thường. Nó thơm và nó ngọt. Ồ cái trái này ngon quá nè. Đây. Ngon á. Để mình lại mình quay gì phải không? Quay rau cho các bạn xem. Mình thích mua rau ở chợ này. Củ kiệu. Củ kiệu 4.99 một phao. Ồ. Lâu rồi mình mới để ý. Ở đây người ta có bán đu đủ bào nè. Các bạn đu đủ bào sợi nè. Mình mà không có thời gian bào sợi á, muối này về làm gỏi đu đủ ăn cho nó khỏe các bạn. Dừa sáp, wow. Ở đây bán dừa sáp luôn, 14.99. Mình chưa mua ăn cho nên mình không có review ở đây được. Nhưng mà mình ăn ở bên Việt Nam rồi. Vô trong chợ này lạnh á. Ôi ta có bán xoài cóc nữa nè. Nhãn tươi. Nhãn tươi để coi nhiêu một phao. Ồ, 2.99 một phao. Ồ, nhãn sao rẻ dữ vậy ta. Xoài thái 7.99. Vú sữa 7.99 một phao. Một phao là 450g nha các bạn. Ồ, vú sữa nhìn ngon quá ha. À, các bạn lưu ý là cái ngày mình quay và cái ngày mình post lên, cho mình chút thời gian mình sẽ edit mình post lên. Nhưng mà mình không biết là người ta sale khi nào nha các bạn. Mình không có hỏi, không biết tức là cái giá người ta có làm sao mình quay vậy. Rồi khi mà các bạn tới thì không biết giá nào nha. Thông cảm KT, tại vì mình không có post lên liền lập tức được á.
Ui cái xoài này mình thích lắm các bạn ơi, xoài tượng 899 bao. Cái xoài này mà mình chấm mắm đường và ớt tiêu nữa, ngon lắm. Xoài cát Hòa Lộc 9 đồng 99, ổi 4 đồng 99, cái cải này là cải làm dương chua các bạn, 1 đồng 59 sen một bao, mà người ta đóng gói trong cái bịch như thế này hết rồi. Ồ, rau muống mùa này là mắc nha các bạn, mùa đông là mùa này còn lạnh đó, cho nên mắc 3 đồng 79 bao, tới mùa thì đôi lúc là 1 đồng 99 một bao, nhưng mà thèm là cũng mua về ăn à. Bạc hà tươi quá các bạn, vậy nấu canh chua. Ồ, rau nhìn tươi chưa, rau kinh giới 1 đồng 59. Ồ, rau tươi quá các bạn ơi, coi nè, có bó rau tươi rói à. Bởi vậy đi mua rau là mình thích vô chợ này lắm. Coi giáp cá à. Trời, rau tươi dễ sợ luôn. Mà rau lên giá này các bạn. Có điều ở đây ấy là một cái bó của người ta nhìn cũng sơm tụ lắm nha. Tí tô cứ ra mấy cái rau sống này là 1 đồng 59 bó hết. Rau răm, hồi coi một bó rau răm này các bạn, tươi rói không, quả trời quả đất luôn á. Ngò 2 bó 99 sen. Ôi đu đủ người ta cắt làm hai chắc cũng bằng luôn. Ủa sao có 1 đồng trái vậy, 1 đồng một vỉ vậy thôi hả? Ôi lá dứa tươi, lá dứa tươi một vỉ như thế này có 3 đồng 90 sen, 2 đồng 92 sen tùy theo vỉ. Lá dứa tươi về làm bánh bò nướng lá dứa là ngon lắm à. Hành lá thì 99 sen một bó, hành lá lên giá rồi. Có một điều mình không thấy người ta làm gì phải không, canh chua, cái lẩu canh chua xét đó, tức là bỏ thơm, bỏ ớt, bỏ bạc hà vô chung một chỗ hết, rồi người ta chỉ mua một vỉ người ta làm, người ta nấu thôi. Mình thích cái đó hơn, mà ở đây không có ha. Tại vì mỗi lần mua mà nhà mình ít người á, mà mình mua mỗi thứ nhiều quá thì nấu không ăn không có kịp á. Mà trong chợ đây không có. Và các bạn nhìn cà pháo nè, cà pháo xanh, rồi cà pháo trắng nữa. Hôm bữa mình thấy cà pháo tím mà hôm nay không có. Cà pháo trắng 2 đồng 29 sen một phao, còn cà pháo xanh thì 1 đồng 29 một phao. Khổ qua, mấy bữa nay mình ăn khổ qua, canh khổ qua nấu với chả cá thác lát ngon dễ sợ. Khổ qua thì 2 đồng 49 một phao. Cà tím 2 phao 99 sen. Nấm Enoki của nhà Hàn Quốc nhưng mà product của USA đây nè, mà một bó nhiều lắm, 1 đồng 29 sen. Nó không phải nhỏ nhỏ như là hồi lúc trước mà mình hay ăn nha các bạn, mà người ta đóng gói đẹp dễ sợ chưa. Quan trọng là các bạn khi mua mình coi nó người ta trồng ở đâu, mà 1 đồng 29 sen là mình thấy rẻ đó. Có chỗ bán 1 đồng rưỡi, 1 đồng 99 tùy theo mùa nữa. Mình đi quay vòng vòng chia sẻ các bạn thêm những cái món mà người ta sale mà mình nhìn cũng rất là thích nha. Bắp dẻo này mình mua về mình luộc, là các bạn khi mình luộc á mình nhớ cho thêm tí xíu muối với lại đường phèn là ăn sẽ ngọt mà ngon. 2 đồng 99 cho một bịch như thế này mà có 3 trái là rẻ, tại vì những chỗ khác mình mua là 3 đồng mấy, gần 4 đồng. Ồ, bông điên điển mà người ta làm đông lạnh nè các bạn, 2 đồng 99, rẻ ha. Có một thời gian mắc lắm các bạn. Sầu riêng, ồ sầu riêng 6 riêng mà có 3 đồng 49 một phao à. Đông lạnh nha các bạn. Sầu riêng Malaysia thì mắc, 9 đồng 99 một phao. Gà dai, hôm bữa mình thấy gà dai chợ sale rẻ rề, có 8 đồng 99 người ta ra, người ta mua quá trời quá đất. Ở trong đó có lòng gà trứng non luôn các bạn, cho nên là đó lý do tại sao bán đắt quá trời. Còn hôm nay là cái này là 15 đồng 99 một con, là loại là gà dai bình thường ha. Còn gà dai mà hôm bữa người ta bán mà có lòng gà trứng non là hình như là loại khác á. Ồ, thịt ba chỉ người ta có cắt lát như thế này luôn nè. Ồ, thái mỏng. Để coi có cắt mấy cái miếng nhỏ nhỏ để mình làm kho tiêu, kho quẹt rồi không. À, người ta không có cắt miếng nhỏ nhỏ. Mình thích cái thịt ba rọi mà người ta cắt miếng nhỏ nhỏ.
lưỡi heo ta 4 đồng 59 sen một pound. Xương bò, đuôi bò là 8 đồng 49 một pound. Ồ, bò phi lê là để coi 10 đồng 99 một pound mà cắt miếng nhỏ nhỏ gì mình thích nè. Tại đôi lúc mua nguyên cây về ăn không có hết á, phải bỏ đông đá. Có lý á nha. Ồ, cá swai steak. Cá swai steak mà có 4 đồng 99 nha. Cái khứa cá này mình thấy người ta mua về người ta chiên hay là người ta nấu canh chua ngon nè các bạn. Nè. Mà trong đây là tới hình như nặng lắm nha. Để mình coi. Hình như là 2 pound. Đúng rồi, 2 pound. Nhìn ngon quá ha. Thấy người ta kho cá, kho tổ hay là canh chua nữa. Ngon đó, để mình mua về. Mua về mình kho ăn rồi mình review với các bạn luôn. Tôm, ngon quá. Tôm 12 đồng 99 cho một bọc bự như thế này luôn. Cái này product ở đâu đây? À, 12.99 mà size to nha. Wow, lạnh quá. Mà ở đây người ta đã lột vỏ ra hết rồi. Đây. Gà mái dai. Nhưng mà mình nói trước nha, gà này dai đó nha. Có nhiều bạn đã ăn rồi, khi chưa ăn mình thấy giới thiệu là trong đó có trứng non cho nên là rẻ nữa, 8.99. Nên mình ra đây mình quay, mình sẽ mua về mình làm gà kho sả ớt rồi mình review cho các bạn thật sự là có ngon hay không nha. Mà 8.99 quá rẻ luôn. Mình không biết người ta sale tới ngày nào, tại vì biết sao người ta không có để ngày các bạn. Ôi, codfish đông lạnh, cái loại này jumbo ngon nè. Hôm bữa mình có làm một cái video chia sẻ các bạn là làm crawfish rồi cái nước sốt người ta bán đó các bạn. À, để mình mua về, mình mua về mình ăn. Tại vì bình thường là 26 đô, còn nay người ta sale có 19 đồng 99 tức là 20 đô đi. Đây nè, hiệu này của product của of Egypt. Tức là cái crawfish này á nó bự lắm các bạn, nó gọi là jumbo á, để mình mua về mình làm ăn, mình đang thèm các bạn ơi. Như là cái nước sốt á, cái nước sốt người ta có ngon lắm. Wow, ngon á, cái này được á. Bây giờ đi xuống tới hàng cá, hàng hải sản. Crawfish tươi. Ui, crawfish tươi. Mà cũng to nha, mà hết rồi, còn có nhiêu đây à. Ui, cũng bự lắm nha. Để mà coi giá, không thấy giá ta. Nha. Con cũng bự, nhưng mà lúc này Katie không có nấu crawfish tươi nữa các bạn. Chơi đình không có cho Katie làm những mấy cái con vật sống á. Mình thấy cũng đúng cho nên là mình không có ăn crawfish tươi nữa. Mình ra ngoài ăn được chứ chị không có mua về nấu. Gẹ xanh 699 pound. Thấy người ta đang sắp ra mấy cái này. Mấy cái bình gà nấu lẩu rồi nè. Cua Canada 8.49 hết sale rồi ha. Nghêu 5.99 một pound. Đây. Ồ, nghêu tươi ngon quá. Quá trời quá đất luôn, loại to nha. Wow, ngon á. Thích một cái là mình được lựa thoải mái. Quá trời nghêu luôn. Ồ, có loại nghêu to thì to luôn nè. Venus clams 599 hào luôn. Cái này loại to hơn nữa. Mà này cái vỏ nó nặng lắm nha. Còn cái loại lớn này thì 3.99. Mà loại này ăn hơi dài. Cá catfish tươi sống thì 5.49 một hào. Cá rô phi tươi sống 5.99 một hào. Wow, con nó bự dễ sợ luôn. Cái này chắc phải 4-5 pound một con quá, bự quá trời bự luôn. Ốc gạo 5.99 một hào. Tươi rói à. Thích quá. Thích đi chợ này quá. Mà nói thiệt lòng thì khi đi ăn đó, nếu mà ăn catfish thì khi đi ăn mấy con giống như vậy nè. Lâu rồi mình không, hình như là rất là lâu, chắc cũng mười mấy năm, mười hai chục năm mà mình không có ăn loại catfish mà bơi trong hồ luôn á. Mình ăn mấy loại đông lạnh này thôi. Cái này bao nhiêu một pound vậy? Giá nó 3.99. Tại bên đây nó không có cái giá bên này. Dạ, 3.99. Dạ, cái này là 3.99 một pound ha. Cá chim vàng. Cá chim vàng nhìn tươi rói ha. Cái này nấu ngót ngon nè, hay là kho nghệ.
cá chim vàng là 4.99 một thao. Đây là cá tuyết nè các bạn. Cá tuyết 21.99, bình thường là mình thấy cá tuyết người ta bán 25 đồng một thao nha. Ồ, cá thu 8.99 một thao, cá thu tươi rối luôn. Đây nè. Mình thích ăn cá thu với cá ngừ lắm. Kho thơm hay là kho mặn ăn với bún ngon. Dạ. Cá mú 10.99 một thao. Đầu cá mú 5.49. Đầu cá mú mình mua về mình nấu lẩu ngon lắm á. U đầu cá hồi 2.99 một thao. Cá hồi 7.99 một thao. Trong tất cả các chợ mà khi mà đi mua tôm sú, tôm tiger á, là mình thích đi chợ Sài Gòn City Market nhất, bởi vì cái giá của người ta là tốt nhất, mà mình thấy cái tôm người ta nó cũng tươi nữa. Mỗi lần mình cần mua tôm này nè, tôm tiger á, là mình ghé đây mình mua, mà người ta bán giá cũng ok, 7.99 cho 16-20 con một thao. Chợ cũ lúc mà mình nhớ không làm chợ cũ Sài Gòn thì mình mua lúc đó là như 8.99 hay 9.99 một thao. Còn loại tôm trắng thì 5.99 một thao. Loại này á, là loại lớn 4.99 tôm trắng. Còn tôm mà lột rồi là có 5.99 các bạn. Tôm lột vỏ rồi á. Chả cá thác lát là 5.99. Các bạn nào ăn chả cá thác lát ở đây chưa? Mình chưa ăn nha. Nếu mà ngon hay không có gì chia sẻ cây tri với. Ở đây người ta có chiên cá cho mình. Ví dụ mình mua cá xong rồi người ta sẽ chiên cho mình luôn nha các bạn. Dành cho bạn nào có nhu cầu rồi chiên rồi mình về mình chỉ ăn cơm hay cuốn bánh tráng thôi. Chợ đông đúc ghê, khách đi quá chừng luôn. Còn đây là cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu mà 3.29 đồng nè các bạn. Trời ơi, mình mua này xong mình đem cho người ta chiên. Chiên giòn lên ăn ngon lắm nha các bạn. Mình ghiền ăn cá lưỡi trâu lắm. Nhưng mà cá lưỡi trâu này mà đông lạnh như vậy thì chưa có ăn. Có bạn nào đã thử qua chưa, có gì chia sẻ với Kitty với nha. Mình thích ăn cá lưỡi trâu mà chiên giòn á. Một trong những món mà mình thích mua ở chợ Sài Gòn City Market đó là gì? Đó là những con catfish này người ta làm sẵn, làm sạch sẵn và người ta khứa khúc khúc như vậy. Và không có đầu. Tức là mình không cần phải đứng đợi người ta làm các bạn. Cho nên là mình thường á, đa số, hình như là đa số, đa lần mình cần mua catfish làm cá kho tộ hay nấu canh chua là mình mua nguyên cái khúc như thế này nè. Thì giá người ta bán là 6.99 mà làm sạch sẽ, tươi rói à. Mình thích mua cái này hơn là mua cái loại người ta cắt khúc sẵn như thế này, tại vì mình thấy nó tươi hơn. Còn cắt khúc như thế này để mình coi giá nha, 4.49 đồng một thao. Ồ, người ta có bán mấy cái cá muối sả ớt nè. Mấy cá mà muối sả ớt người ta bán giá cũng rẻ ghê, có 3.99 đồng thao các bạn. Muối sả ớt sẵn hết rồi. Ồ, người ta có cá cơm trắng đông lạnh nữa nè, mua về mình làm kho tiêu được, ngon lắm á. Một bịch như thế này 4.29 đồng 14 ounce. Ôi, chợ này mình thấy bán nhiều món mình thích ghê á. Bánh hoàng kim. Ngon á. Được á. Chắc mua về mình chia sẻ coi nó có ngon hay không nha. Bánh hoàng kim. Ồ, nhìn ngon á. 3.99 đồng. Bánh bao kẹp để mà ăn với lại vịt quay nè. Ngon á. Người ta có nhân khoai môn luôn nè các bạn. Bánh bao khoai môn. Và các bạn ơi, mình hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu như thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Mình chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu như có thắc mắc gì cứ để dưới phần bình luận, KT sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun đông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm. Đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha.
Tiệm trang sức DJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US One 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Nếu mà được, bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là Kỳ Tri thấy hắc nhân sâm mà Kỳ Tri đang uống nè các bạn ơi. Mỗi ngày Kỳ Tri uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì có thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn. Mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem tiệm về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa 7 Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn sâm cũ, sâm cây á, là 8 cây sâm như thế này á các bạn, mà cái món quà có ý nghĩa luôn, mà đang giảm giá từ 300 còn có 179 mà thôi. Còn nếu mà bạn ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm KT, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua, hào, bào ngư, chai, sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa. Rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ KT nha. Xin thông cảm cho KT là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống anh ta và review nhà hàng. Nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho KT là đôi lúc KT chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á, thì thông cảm cho KT nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ KT, còn nếu không thì bỏ qua giùm KT, đừng có la KT nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ KT trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.